không nhận được chú chó này đi lạc này các bạn. Về nhà bông cho nó ăn xúc xích. U là trời sao mày nặng quá vậy? Lưng tao muốn sụn luôn rồi. Tớ sẽ đi tìm cho tiểu ngáo một trái trứng. Mẹ ơi, con gà nó cắn con. Thôi đừng khóc nữa, mẹ đuổi nó đi rồi. Chiếc cầu kiểu mới của bông đây. What? Đúng là trò chơi của bọn trẻ con. Chị bông cho đệ theo làm nô tỳ nhé. Nô tỳ kia mau quỳ xuống nghe lệnh đây. Nô tỳ xin nghe lệnh ạ. Chị em mình ra chơi đàn lơn nhé. Hả? Mẹ ơi cứu con với, con bị bao vây rồi. Tránh ra, ghế này của chị mà. Chị lớn bắt nạt em hả? Bị mẹ cấm ăn luôn rồi thấy chưa? Thôi chị đừng buồn, em sẽ nhờ các bạn đăng ký kênh và nhấn like cho chị nha. Các bạn ơi, nhấn like cho chị bông đi ạ. Xem bông biểu diễn thời trang đây. Chạy luôn cho nhanh đi. Còn bây giờ là lúc bông phải ăn táo. Bông ăn từ phòng khách và đến phòng ngủ. Đến cả phòng tắm mà vẫn chưa ăn xong hả bông? Các bạn đăng ký kênh và nhấn like để chúc bông ngủ ngon nhé. Bắt được con gì đang ăn vụng khoai lang nướng nè? Là con mà mẹ. Dáng bà ăn khoai mà phiêu chưa kìa. Khoai ngon không vậy cụ bông? Tất nhiên là ngon khó cưỡng rồi ạ. Nhưng còn ăn hết khoai rồi nên phải đi đào trả lại thôi. Ôi trời ơi! Sao lại nằm ngủ ở đây vậy bông? Con bị ngã mà. Đợi con khởi động một chút. Mệt quá nghỉ chút đã. Khoai mày đâu rồi? Hả? Làm rơi rau rồi kìa. Vâng, bông nhận lấy ngay đây. Hả? Con tìm thấy củ khoai nè. Nó đâu rồi? Nặng quá con không nhấc lên được. Các bạn có nghĩ bông cầm nhầm dây khoai rồi không? Tớ không đào khoai nữa đâu. Cố lên rồi các bạn sẽ nhấn like cho bông đó. Vậy các bạn đăng ký kênh tớ nữa nhé. Tớ sẽ đi hái cam tặng các bạn. Bố nhấc cao nữa lên đi. Tớ với được một trái rồi nè. Tớ sẽ ăn thử một trái xem có ngọt không. Hả? Chua quá vậy. Thử muối khác xem sao. Chắc chắn phải có muối nào đó ngọt chứ nhỉ. Tớ có nên thử thêm muối nữa không các bạn? Đăng ký kênh và comment ngay nhé. U là trời ai ngồi một mình miều màu thế kia. Mẹ ơi con muốn về nhà. À thì ra là baby bông. Con cứ mạnh dạn giới thiệu bản thân với các bạn đi nào. Mẹ ơi cứu con với. Này đừng có nhìn tớ chằm chằm thế chứ. Các bạn đang muốn làm quen với con mà. Các bạn chú ý nghe giảng này. Hả? Baby bông có vẻ tươi tắn hơn rồi nhỉ. Mẹ ơi có bạn gác chân lên mặt con. Con muốn về nhà. Giờ bông đã biết tự giác vệ sinh cá nhân rồi. Tránh xa con chó đằng kia ra nhé. Bông ơi, có ai đang theo dõi bọn mình kìa. Để tớ ra mắng cho một trận. Học đếm đến 10 nào. Ủa sao lại đứng đó khóc rồi? Các bạn không trật tự nghe con giảng bài. Tớ sẽ trốn ở trên này và không chơi với các bạn nữa. Các bạn cho tớ chơi chung với. Đăng ký kênh và nhấn like cho tớ nữa nha. Được về nhà rồi mà còn khóc vậy bông. Đừng đến trường xa lắm. Hay mai mẹ cho con nghỉ nhé. Hôm nay tớ đi học rất vui và quen được nhiều bạn mới nữa. Vậy thì đi ngủ sớm để mai đi học tiếp nào. Hả? Con lại định đổ mì đi đó hả baby bông? Oan cho con quá mẹ. Thế đứa nào lén la lén lút đây? Để mẹ nhờ bà nấu cho bát khác nhé. Bông rất thích ăn trứng ốp nè. Nấu mì chín rồi thì cho vào bát. Bông ơi, mì của con xong rồi đây. Mùi thơm quá đi. Các bạn ăn mì cùng tớ nhé. Tớ sẽ ăn hết bát trong một gắp luôn. Hả? Ôi trời ơi. Phải dọn hiện trường nhanh không mẹ mắng chết. Mì rơi rồi sao con còn ăn vậy bông? Đưa đây cho bố nào. Không, các bạn sẽ không nhấn like cho con mất. Thử thách 24 giờ ăn mì đây các bạn. Đây là bữa tối của tớ. Chẳng lẽ tớ đã thất bại thật sao? Các bạn đăng ký kênh và nhấn like cổ vũ tớ với. Thực ra tớ là cao thủ ăn nhiều trong lớp. Đặc biệt rất thích ăn mì. Các bạn có thích ăn mì giống tớ không? Bắt cổ tăng ai đó đang ăn vụng sữa bột. Đói quá con không ngủ được. Hả? Các bạn xem bông biểu diễn đây. Làm thêm lần nữa cho các bạn xem nhé. Không những thế đây còn là một phản xạ. Chỉ cần dựng tóc mái bông lên và... Xem đây, bố cũng làm được nhé. Bố giữ yên cho bông chụp hình nào. Xong chưa, bố mỏi lông mày quá. Ba ơi xem con biểu diễn nè. Phạt cái tội ngậm dây. Thôi tha cho bông nhà các bạn. Không, bông muốn bị phạt tiếp cơ. Ủa sao mới đó đã khóc nhè rồi. Bông nháy giờ vậy mà các bạn không đăng ký kênh và nhấn like cả. Thôi nín đi, chắc là các bạn chưa kịp đăng ký và nhấn like đó. Có thật vậy không các bạn? Bye bye. Hả? Anh họ cho em xin một miếng bè xỉu nhé. Tao ăn hết chỗ này mới no được. Em sẽ nhờ các bạn nhấn like cho anh. Tao không thèm. Sao cháu ích kỷ vậy Tuấn? Tại cháu đang đói mà. Con gái đừng buồn,
bố sẽ làm cho con một cái pizza ngon hơn. Chả tin, ngon hơn thế nào được. Vậy làm xong thì đừng có xin nhé. Anh họ của Hân phô mai ích kỷ quá phải không các bạn? Nếu ai thấy đúng thì nhấn like và comment cho tớ biết nào. Sau khi làm xong vỏ bánh thì tớ sẽ cho các loại topping vào giữa, rồi cho vào nồi nướng khoảng 7 phút. Kêu bạn bè nhấn like tao đi rồi tao cho cái hộp nè. Thôi em chẳng thèm nữa. Đúng đó, vì bánh đã xong rồi đây con gái. Con ăn thử một miếng đi xem có ngon không nhé. Ngon tuyệt vời luôn bố. Cho anh một miếng được không em họ? Anh kêu bạn bè đăng ký kênh em chưa? Rồi rồi, tao kêu cả tổ dân phố đăng ký và nhấn like luôn đấy chứ. Nếu vậy thì có nên cho anh ấy một miếng không các bạn? Hả? Lên xe về thôi con trai. Bố chỉ vô ý thôi mà. Lớn rồi khóc lóc các bạn cười cho đó. Đến đi bố mua cho kèm khác. Như thế vẫn chưa được. Bố sẽ nhờ các bạn đăng ký kênh và nhấn like nữa. Và con muốn kèm trái cây. Vậy là tớ và bố ra ngoài hái trái cây về làm kem. Đầu tiên bố tớ sẽ xay những riêng biệt từng loại trái cây, sau đó đổ vào trong khuôn làm kem. Cuối cùng mang khuôn để vào ngăn đá tủ lạnh. Đợi khi nào đông cứng lại là được. Không lâu sau kem đã đông lại rồi nè các bạn. Bố tớ sẽ lấy kem ra khuôn và xếp vào đĩa. Ra ăn kem đi này Tony. Các bạn đã bao giờ ăn kem trái cây như thế này chưa? Hãy đăng ký kênh, nhấn like và comment cho tớ biết nhé. Con ra ngoài mua cốc trà sữa đầy bố. Mày lại trốn đi quay video chứ gì? Có ai thèm like đâu mà quay chứ? Tiến hành đi con trai. Con nghe rõ rồi ạ. Mày ngồi yên đấy. Hả? Chắc chắn đống khóa đó có thể cầm chân được ông nội đến tối. Nhờ đó mà hai bố con Tony có đủ thời gian để trang trí nhà cửa. Bởi hôm nay là ngày sinh nhật ông nội nên họ muốn làm ông bất ngờ. Có điều họ không ngờ rằng ông nội lại về nhà nhanh hơn dự kiến. Đồ chơi ai ném ở cầu thang thế này? What? Hình như ông nội về rồi. Dọn dẹp hiện trường ngay nào. Chúc mừng sinh nhật ông nội. Bố vào thổi đến và ước một điều gì đó đi ạ. Ông ước Tony có nhiều người đăng ký kênh và nhấn like. Các bạn gửi lời chúc đến ông giúp tớ nhé. Mau đưa con tàu đây cho anh. Không đâu. Đưa đi rồi các bạn thả like cho. Không thèm. What? Hai đứa làm rơi vỡ cái gì rồi? Anh hai làm hỏng con tàu của con. Ừ, nó là con tàu của con mà. Con phải biết nhường nhịn em gái chứ. Mau ngồi vào học bài đi. Hỏng rồi thì từ nay khỏi chơi nhé. Hả? Đúng rồi, tớ sẽ dùng tấm gỗ này để làm một con tàu khác xịn hơn. Sau khi đã cắt nó ra thành từng bộ phận thì tớ sẽ bắt đầu kết nối chúng với nhau. Và chúng ta sẽ cần ba khoang tàu như thế này. Đợi mẹ đi lấy cái vạn ốc nhé. Nguy rồi mẹ tớ vào. Tớ phải giấu cái tàu này đi gấp. Mẹ đi rồi, lấy con tàu ra làm tiếp thôi. Và tất cả bộ phận đã được lắp xong. Cuối cùng thì tô màu thật sặc sỡ. Em gái ra ngoài chơi tàu với anh không? Đẹp quá, đi luôn đi anh hai. Vậy thì em biết phải làm gì rồi phải không? Các bạn ơi, đăng ký kênh và nhấn like cho anh hai tử nhé.